Lúc 16h30 phút chiều ngày 13 tháng 11, tàu Hoàng Sa 126 đã cập cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và bàn giao hai thuyền viên vừa được cứu sống trên biển cho đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây. Qua kiểm tra y tế, cả hai thuyền viên gồm ông Lê Văn A, sinh năm 1988, trú xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, và ông Nguyễn Tuấn Thanh, sinh năm 1984, trú tại phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, sức khỏe ổn định. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 13 tháng 11, trực ban tác chiến bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận thông tin từ Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn khu vực 2 về việc, lúc 4 giờ sáng cùng ngày, một tàu cá khi đang lai dắt theo hai xà lan nhỏ thì bị hỏng máy và đứt dây neo cách bờ biển xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế khoảng 6,3 hải lý, dẫn đến trôi giạt hai xà lan trên. Trên xà lan có hai thuyền viên có mặc áo phao, bị mất tích và chủ tàu đã phát tín hiệu xin hỗ trợ tìm kiếm.